hỏi lại trông thầy. Chuyện kể rằng, đêm nọ, có một người thấy một giấc mơ lạ. Anh ta thấy mình đang đi trên bãi biển với Chúa. Nhìn lên bầu trời, anh thấy những cảnh sống trong đời mình được chiếu lên. Trong mỗi cảnh sống, anh ta thấy có hai đôi dấu chân in trên cát. Một đôi của anh, còn đôi kia của Chúa. Khi cảnh cuối cùng trên đời anh chấm dứt, anh nhìn lại những dấu chân đã in trên cát và anh nhận thấy rằng rất nhiều lần trong cuộc đời anh thấy chỉ có một đôi dấu chân mà thôi. Anh cũng để ý và thấy rằng đó chính là những lúc cuộc đời anh xuống thấp nhất, với thời gian buồn chán đau khổ nhất. Anh hoang mang hỏi Chúa: "Thưa Chúa, Chúa đã nói rằng một khi con quyết định theo Chúa thì Chúa sẽ cùng bước đi với con suốt mọi chặng đường của đời con. Nhưng con nhận thấy rằng trong những giai đoạn rối ren nhất của đời con, chỉ vẹn vẹn có đôi chân của con mà thôi. Con không hiểu tại sao những lúc con cần đến Chúa hơn cả lại chính là lúc Chúa từ bỏ con." Chúa ôn tồn trả lời: "Hỡi con yêu dấu, ta yêu thương con và không bao giờ lìa bỏ con đâu. Trong những thời gian thử thách nhất, khi con thấy chỉ có một đôi dấu chân, đó chính là lúc ta bồng ẵm con trên tay ta. Dấu chân trên cát lúc ấy là của chính ta, chứ không phải của con đâu." Bạn thân mến, xin bạn hãy nhớ lời Chúa Giêsu dạy: "Ta chẳng lìa con, chẳng bỏ con bao giờ." Khi bạn rối trí ngã lòng và cảm thấy lạc lõng, hãy nhìn cho kỹ, bạn sẽ thấy chỉ còn có đôi chân của Chúa trên bãi cát của cuộc đời bạn, vì Chúa đang bồng ẵm bạn trên tay Ngài. Nhưng cạnh bên đó, Thiên Chúa cũng cần đến những đôi chân, đôi bàn tay của chúng ta để tái tạo một thế giới tốt hơn. Một thế giới của sự tôn trọng, huynh đệ và yêu thương. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng nếu kết hợp với Đức Kitô như cành nho với cây nho, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh và sức sống. Chúng ta yêu mến nhau và chúng ta sinh nhiều hoa trái. Ai ở lại trong Thầy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, đời sống thiêng liêng của mỗi tâm hồn, mỗi gia đình và cách riêng của mỗi người chúng con cũng giống như cành nho. Người ta nói về những chùm nho đẹp, nhìn những cành lá xanh mà ươm mơ. Nhưng gió đến, lá xanh có thể rách. Chùm nho càng trữ quả thì càng dễ rơi xuống. Cành nho vẫn được trước gió là nhờ những sợi dây nho nhỏ cuốn vào thân nho. Chính những sợi râu nhỏ không ai để ý, chả ai nói tới, lại mang một trách nhiệm lớn lao. Gió có thể làm chính những cành lá đập vào nhau mà rách. Giống như cuộc đời vậy, lúc gió bão cuộc đời xảy ra thì chính anh em trong nhà, vợ chồng với nhau hay bạn bè thân thiết có thể xâu xé nhau. Những sợi râu nhỏ kia là hình ảnh của những giây phút cầu nguyện và xét mình. Nó nhỏ và âm thầm, nhưng thiếu nó, đời sống thiêng liêng sẽ sụp đổ. Chùm nho có đẹp, lá có xinh, nhưng không có những sợi râu bám chặt vào thân nho, gió sẽ làm nó tan tác. Bao nhiêu công trình tông đồ đẹp như mùa nho sai trái, nhưng nếu thiếu cầu nguyện và xét mình, chúng sẽ trở thành ghen tị, hiềm khích, chống đối lẫn nhau. Những sợi râu nhỏ ấy có thể là những tối hồi tâm chung giữa vợ chồng, giữa mỗi gia đình và con cái với nhau.
Và biết đâu, những đóng góp kín đáo bằng cầu nguyện, hy sinh của mỗi người chúng ta, hoặc của những người mà xã hội coi thường, đã giữ cho cộng đoàn sức sống. Biết đâu, những người tôi cho là quê mùa, những gì tôi coi thường là nhỏ bé, trước mặt Chúa lại là những viên đá nền tảng cho giáo hội. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Một lời mời gọi gần như là một lời nài vang. Tuy nhiên, sự ở lại chỉ hoàn hảo khi có đủ hai chiều. Muốn được hưởng nguồn sống của Đấng Phục Sinh, ta cũng phải chia sẻ thập giá của Ngài. Chính Đức Giê-xu cũng được cắt tỉa qua khổ đau và cái chết. Hãy đón lấy sự sống của Chúa Phục Sinh như dòng nhựa nguyên tươi mới. Hãy đóng góp những hoa trái tốt lành cho nhân loại, để nhân loại nhận ra cây nho thật là Đức Kitô và người trồng nho là chính Thiên Chúa.